Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda SH 2010 khá là ấn tượng với một phong cách mắc lẻ cùng trên áo có 102. Dưới đây là bản độ hiếm thấy về cái chiếc là Honda SH 110 phiên bản năm 2020 được xuất hiện trên kênh chúng tôi lần đầu tiên. Đây là một tác phẩm đến từ cái tiệm Tuấn Đề Càng vừa cho ra mắt tại cái tiệm của mình với phong cách tem gần như độc nhất vô nhị hiện nay. Cái phần tay thắng nhẹ nhàng trang bị cái cặp tay carbon thì tính từ CRC, kết hợp với đó là một bộ bao tay đồ chơi cùng chiếc gù chung carbon tạo thành một khối liền lạc sang trọng cho em ấy. Cái kính gió trước to lớn làm cho có sự cố định bằng những chiếc ốc Rinam gam màu xanh tím. Hai khống treo sau được trang bị cây cục WS bình dầu lì nằm trên, một thương hiệu đồ chơi đính từ đất Thái Lan được rất nhiều anh em chơi sàn này tin dùng bởi chất lượng của nó cũng như mẫu mã ngày càng đẹp hơn. Cái lọc gió MBC đỏ bên trong cũng khá nổi bật với dệt ốc kỳ nằm đi cùng chế bộ nắp trong suốt bên ngoài. Chi tiết trái đèn xịn sò không kém, gần như độc đáo đến từ cái phiên bản của SH 2020. Đó là được người chủ thiết kể lại phong cách mắc lé một bên để xin không có gì thay đổi bên kia, làm lại cái bi cầu mắt quỷ trong ngầu hơn và sẽ hỗ trợ ánh sáng rất tốt cho chiếc xe di chuyển trong đêm tối. Quan trọng nhất cũng là cái phần mà mình cần phải nói bên dưới chính là bộ tem. Nếu như thông thường các người chủ chia sẻ bản độ thành hai cái tông màu khác nhau, phá cách trên này cũng là quen thuộc rồi, thì vị chủ xe này cho ra một ý tưởng mới lạ hơn nhờ vào cái tiệm Tuấn Đề Càng phát họa ý tưởng này lên cái chiếc SH 2020 của mình. Đó là dùng cho mình công nghệ tem chùm với chất liệu candy ghép lại vô cùng đặc biệt. Một bên là tem bóng, một bên là tem nhám. Cách chơi này cũng là khá độc đáo và được người chủ kết hợp với phong cách mắc lẻ nơi vị trí chế đèn. Cái phần bộ tem tại tiệm Tuấn Đề Càng không làm người chủ phải thất vọng khi đã phối những họa tiết vừa đẹp và khác biệt cùng với chất liệu xịn sò, nhưng hai bên là khá liền lạc để tạo thành một khối thống nhất cho chiếc xe này. Exeter 135 lên những món đồ chơi cực kỳ chất đến từ Baker Quảng Ngãi. Cái chiếc Exeter 135 4 số vòng tay ra mắt từ cuối năm là 2009 nên ít nhiều ngoại hình cũng đã cũ kỹ và xuống cấp hai năm tháng, nên nhiều Baker đam mê cái dòng xe này đã dọn lại em ấy và ra mắt rất nhiều bản độ khác nhau rất tương tự. Thế hệ xe máy châm hạt Exeter 105 không chỉ nhanh chóng được ưa chuộng Việt Nam mà còn có rất nhiều quốc gia như ở Đông Nam Á. Tại thị trường Indo thì mẫu xe này có tên là Jupiter MX 135, trong khi bên Thái thì có là phiên bản Spark 105. Thiết kế tổng thể y hệt như Exeter Việt, chỉ khác một số chi tiết nhỏ. Chiếc xe đổ lại cái dàn đồng nhỏ gọn hơn, ngầu hơn, gu của Rizuma, bao tải Spider. Trang bị cho mình đồng hồ Kosuuma tăng thêm một chút hiện đại và sang chảnh. Dàn chân trước hai cương cáp heo dọc Rainbow 2m đối xứng logo lớn cùng với các bát CNC đĩa Jaffer 260 cái dọc Morin. Trợ lực Hollin kẹp sườn cho bằng đầu ổn định hơn khi di chuyển độ cao. Heo dọc Rainbow lùng lớn sau được làm cho bát xe ngựa khá là ấn tượng. Theo đó có rất nhiều ốc rô ti đầy cứng cáp. Cái chiếc xe đổ lại cạc tay của XR nhằm xin dĩa vàng sạch sẽ đến từng chi tiết. Chèn chân được trang bị cho mình cái mâm của XR. Kiểu dáng của mâm này rất phù hợp với dáng ngồi nhỏ của chiếc Exeter 135 4 số. Chiếc xe đang khoe dáng cùng với những người bạn hiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu tiếp nhớ like, subscribe.